Ngoại xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 6 căn nhà mới nhất, ô tô vào tới tận cửa. Với 6 căn nhà này, 6 cuốn sổ đỏ khác nhau, thiết kế xây dựng riêng biệt từng căn, 6 cuốn sổ đỏ, 6 cuốn hồ sơ xây dựng gần như là độc lập mỗi căn. Và với cái cụm dự án này thì 6 căn đã bán 3 và chỉ còn 3 căn thôi mọi người ạ. Với thiết kế từ 45 cho tới 50 mét vuông, xây dựng là 3 tầng, sổ sẵn sàng giao dịch, dọn đồ về ở ngay, chuẩn chỉnh trao tay. Thực tế, đường ngõ ở trước nhà khoảng tầm 3 mét, ô tô vào tới tận cửa, trước cửa mình luôn quý vị nhá. Và với cái cụm dự án này thì bán 3 rồi mọi người ạ. Vị trí của nó thuộc Đại Thành, Quốc Oai, giáp địa phận Đông Lao, Hoài Đức, gần khu đô thị Đô Nghĩa, gần trường Đại học Phenica. Tính từ vị trí ngôi nhà này cách với trường Đại học Phenica khoảng tầm 4 km. Xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. 6 căn bán 3 và thiết kế giống hệt nhau, và mình sẽ quay một căn review cho quý vị. Toàn bộ phần mặt tiền của 6 căn nhà này thiết kế giống nhau, là toàn bộ ốp gạch cùng loại, rất là đẹp và thiết kế cũng tương tự nhau quý vị nha. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Với 3 tầng, thiết kế mỗi một căn nhà 40, 45, 50m. Tuy nhiên thiết kế giống nhau. Tầng 1 phòng khách, phòng bếp, 1 phòng vệ sinh. Hiện tại em đang đứng ở phần tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế công năng cho quý vị là phần phòng khách. Ngoài cửa chính thì là có một cửa sổ nữa. Và hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, lắp đặt đầy đủ cho quý vị hết rồi. Theo đúng hiện trạng, sáng mua, chiều về ở. Sáng mua, chiều có thể đi ra văn phòng công chứng để giao dịch rồi quý vị nhé. Rất là thoáng, hướng nhà của 6 căn nhà này đều là hướng Tây Nam. Với cái vị trí này thì xung quanh cũng rất là đầy đủ, gần với chợ dân sinh, trường mầm non, gần với trạm y tế, trường học, gần với lại ủy ban nhân dân, xã. Nói chung là đi lại giao thông phù hợp, diện tích rộng, giá bán hợp lý. Giá bán hơn 2 tỷ em sẽ để cụ thể ở dưới phần bình luận cho quý vị. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần không gian phòng bếp tương đối là rộng, thoáng, cửa sổ thoáng trước sau. Đây là phần tủ bếp hoàn thiện đầy đủ cho quý vị, gỗ MDF chống cong vênh. Xung quanh bếp thì là ốp kính, ốp bếp. Mặt bếp thì ốp đá granite. Và phụ kiện bếp thì lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện nước lắp đặt đầy đủ rồi. Với tại sao rất nhiều quý khách hàng hỏi Ngọc Ánh là đợt này ít quay nhà thế, không thấy lên video, thì trong cái thời gian vừa qua quý vị ạ, cái thị trường bất động sản gần như là nó quá là sôi động, cho nên là quý khách hàng mua nhà từ phần thô, từ phần móng này, phần thô, phần hoàn thiện tầng 2, tầng 3 rất là nhiều, để chờ một cái căn nhà hoàn thiện chỉnh chu lên như thế này đấy, cũng chưa quay mà đã bán 3 căn rồi. Cho nên là rất là khó, nên là quý vị nào mà đang có ý định mua nhà tìm hiểu thì quý vị có cứ liên hệ trực tiếp với em để được tư vấn, có thể đi xem từ phần móng, có thể mua từ phần móng để được lợi gì ạ? Thứ nhất là về phần giá, thứ hai là thay đổi về thiết kế của ngôi nhà, cũng như là có thể phần sơn, phần gạch, thiết bị vệ sinh, nội thất cơ bản bên trong là có thể thay thế được. Cho nên thời gian vừa qua em lên rất là ít video bởi vì cái lý do như vậy nhé. Quay lại, trở lại với ngôi nhà thì ngoài phần tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh sử dụng ở dưới tầng 1 đây, cầu thang ở giữa. Đấy. Thiết kế rất là hợp lý với một ngôi nhà chỉ hơn 2 tỷ mà sổ sách pháp lý rõ ràng, chuẩn chỉnh, căn nhà nào, cụm dự án nào cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Cho nên với những cái căn nhà này quý vị có thể trả trước 900 đến 1 tỷ, còn lại thì ngân hàng hỗ trợ quý vị vay trong thời gian dài nhất, tối đa khoảng tầm 30 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất tạm thời trước mắt rất là hấp dẫn mọi người nha. Nó chỉ tầm 5 đến 6% thôi ạ. Toàn bộ tay vịn cổ trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên trên các tầng, tầng 3 thiết kế toàn bộ là gỗ. Rồi ngăn cách giữa phần cầu thang, cửa chính cũng như là phần phòng khách thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một vách CNC gỗ nữa. Trang trí kệ này rất hợp lý và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà, xem ngôi nhà này giá bán như thế, thiết kế công năng diện tích như thế nó có phù hợp hay không nhé. Và tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng cho quý vị sử dụng cầu thang giữa, một phòng vệ sinh khi vừa bước chân lên cầu thang, hai phòng ngủ thoáng trước thoáng sau hai bên. Đây. Cửa sổ thiết kế hai lớp. Đây là phần phòng ngủ.
hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Đặc biệt căn nhà này có ban công cực kỳ là thoáng quý vị ạ. Đây. Và quý vị có thể nhìn xung quanh, căn nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Tính từ vị trí ngôi nhà này mà ra tới trục đường chính liên huyện, nó phạm vi bán kính khoảng tầm 200 mét thôi. Đi lại rất là thuận tiện, chợ trường phường trạm cách khoảng tầm 500 mét. Đó. Một phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước và sau. Đây, đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen cây tắm. Trong phòng vệ sinh thì được chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên dưới gần trần này, cửa sổ thông thoáng. Lavabo, nói chung là thiết bị vệ sinh sử dụng cho từng tầng đều rất là đầy đủ. Phòng ngủ ở phía sau của ngôi nhà đây. Phòng nào cũng có đầy đủ cửa sổ, ánh sáng tự nhiên, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa. Nói chung là sẵn sàng cho quý vị sáng mua, chiều có thể về ở được luôn. Sổ sách pháp lý rõ ràng, sổ thì sẵn sàng giao dịch. Và mời quý vị theo Trần Ngọc Anh lên khám phá tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và Ngọc Anh đang đi lên tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà với tầng 3 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một phòng thờ, một sân phơi riêng biệt. Với công năng sử dụng 40-45m, thiết kế 3 tầng, được 3 phòng ngủ rộng rãi, phòng khách, phòng bếp riêng biệt, rất chi là thoáng. Phòng thờ, sân phơi cũng vậy, đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Phòng ngủ ở đây thì có ban công hướng ra phía bên ngoài cho quý vị. Đó. Và phòng thờ, sân phơi ở phía sau của ngôi nhà. Tất cả các cửa thông phòng của ngôi nhà thiết kế cho quý vị là cửa nhôm sinh pha. Đây là phần phòng thờ, đây là phần sân phơi và một phòng vệ sinh. Nói chung nhà có như thế nào, tất cả các căn Ngọc Ánh đều quay review cho quý vị chuẩn chỉnh như thế. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi đến xem nhà là nhà có như thế nào thì quý vị tham khảo ở trên video và đến thực tế là như vậy, chuẩn 100%. Có sao thì em cũng sẽ chia sẻ cho quý vị như thế thôi, bởi vì có rất nhiều khách hàng ở xa, quý vị không thể nào mà sáng nào cũng đến, ngày nào cũng đến để có thể xem nhà xong rồi nó không đúng với lại như thực tế trao đổi, đúng không ạ? Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3 đây. Nói chung là với cái căn nhà này thiết kế tối ưu công năng, còn nếu như để tuyệt đối thì cái này là tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình, cho nên là chủ nhà hướng tới là đối tượng chung thôi, phù hợp cho một hộ gia đình, công năng sử dụng hài hòa hợp lý. Quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà để được đi xem cũng như để tư vấn khu vực khác thì liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà mơ ước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.